Welcome to my gym. Xin chào các bạn, mình là Duyên đây. Một chiếc clip cũ trước giãn cách xã hội. Ngày hôm đó mẹ mình vắng nhà và mình và chị họ mình đã nảy ra một ý tưởng, đó là làm bánh. Bánh ga trong tủ nhà mình có một bịch bột bánh bao pha sẵn nên mình đã đem ra và hai đứa cùng bắt tay vào làm và kết quả. Bịch bột bánh bao đó mẹ mình mua đã lâu nên nó đã hết hạn sử dụng mất rồi. Mở bịch bánh bao ra mình đã nghe mùi chua rồi nên mình vẫn làm. Sự cố chấp của mình nên mình đã cố gắng nhồi ra một đống bùi nhùi luôn. Nhồi mà nó dính, rất là dính tay mình luôn á. Cố hết sức để mình nhồi thiệt cho nó bông như của người ta vậy. Nhưng mà cũng đã thấy rồi đó. Mời mọi người xem quá trình nhồi bột cực nhọc của mình nha. Tới khúc này mình tưởng là nó đã thành công rồi, nhưng không. Rất là dính tay luôn á mọi người. Cuối cùng mình đã từ bỏ việc nhồi bột. Là trời. Và mình cũng làm theo các bước trong bịch bột đó là ủ bột trong 30 phút xem. Không có quay cho mọi người xem cái khúc mà mình nặng mấy cái hình thù rất là bất cười luôn á. Có cả nhân sô-cô-la nó, trời ơi. Chế mình thì nặng con nhím nè, con sâu rồi từ bánh mà hình này hình kia luôn á. Lúc này là mình đang phá, là đang chuẩn bị phá cái nồi cơm điện nhà mình. Mình nào pha cái bịch bột còn á, mình pha với một ít bột nước sữa nữa để làm bánh bông lan. Lúc này là mình chuyển bánh qua để hấp nè. Mọi người chờ xem kết quả nha. Đã thấy gì chưa? Mọi người biết mình mới bỏ cái gì vô không? Đó là sữa chua đó mọi người. Còn bỏ thêm nho khô vào nữa, trời ơi là trời. Trộn nhiệt tình lắm luôn. Không biết hồi sau là không ăn được cái gì hết trơn. Phần bánh bông lan mình quên quay lại mất tiêu rồi. Sẽ kể kết quả cho mọi người nghe. Đó là cái nồi cơm điện của mình á, mình phải gài xong một hồi là nó bị khét cái đít luôn mọi người, khét ngực luôn. Còn ở trên thì nó sống nhăn à. Mình ăn thử cái gì nó chua lè à, nó như bánh mì thịt ăn không được luôn á, nên mình phải bỏ mất tiêu. Là mình đang lấy bơ để chiết vô cái nồi cơm á cho nó đừng dính, nhưng mà nó vẫn dính. Rồi nấu xong rồi đó là cái nồi cơm của mình là 2-3 ngày sau là nó không nấu được luôn, nấu kiểu nó khét rồi nó không chín đó mọi người. Và thế là xong. À, đây là cái bánh bao hấp nhìn cũng đẹp mắt chứ bộ. Đây là bánh bao hấp nhân sô cô la của mình nè mọi người. Nhìn nó cũng được nha, chứ bộ ha. Cái này là nó ăn ngon nhất, còn mấy cái kia là ôi xôi rồi. Có nó như là bánh bông lan gì sô-cô-la vậy mọi người. Ôi ngon nhất nó. Mà mình làm có 2-3 cái gì à. Là một video clip của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye mọi người.